Chào các bạn nha. Nếu như nhà bạn đang sử dụng máy bơm tăng áp hoặc là không có sử dụng thì các bạn phải xem cái video này nha. Chắc chắn các bạn sẽ rất là thích. Nếu bạn sử dụng máy bơm tăng áp thì khi mà các bạn đang sử dụng thế này thì cái bơm tăng áp nó sẽ hoạt động như thế này. Đóng mở liên tục. Đó. Điều này nó sẽ khiến cho cái bơm nhanh hỏng, van nhanh hư và tốn điện hơn rất là nhiều. Còn nếu như không sử dụng bơm tăng áp thì nước sẽ chảy rất yếu. Cho nên các bạn phải xem video này để khắc phục nha. Tất cả những thứ các bạn cần chuẩn bị đó là một cái tê, một cái khóa, co, cái vòi để kiểm tra. Cái này là 114 giảm xuống 34. 2 mét ống 114. Và một cái nắp bịt 114. Rồi, như vậy là đủ nhé. Tôi keo vào cái nối 114 giảm 34 nhé. Tiếp tục gắn vào. Đây em gắn màu. Khóa cái bàn này lại. Đây, cơ bản như vậy là đã xong rồi các bạn. Rồi, như vậy là khóa. Đây, mình đang mở cái vòi này và đang khóa van này. Lúc này là chưa dùng bơm tăng áp nha các bạn. Tức là đường nước nó từ bồn chạy trực tiếp ra vòi. Thì các bạn thấy nước đang chạy yếu này. Ok nha. Rồi bây giờ mình sẽ khóa này lại. Mình mở cái này lên. Đó. Nước nó đang chạy lên cái bốp ống này. Và nước nó sẽ dâng lên. Nước nó dâng lên và nén hơi bên trên. Bây giờ mình sẽ mở vòi. Các bạn thấy sự khác biệt nha. Nước chạy mạnh hơn rất nhiều. Đó. Quay liên tục không cắt ghép các bạn. Tuy nhiên nó chỉ mạnh hơn một lúc thôi. Nó đủ đáp ứng cái việc mà chúng ta cần nước mạnh một thời gian ngắn. Đấy, các bạn thấy nước còn chảy trong lúc mình đang nói. Và khi mà cái hơi này, trong này áp suất này nó giảm xuống thì nước sẽ yếu dần dần. Nước sẽ yếu dần dần. Đó, các bạn thấy không? Tới bây giờ nước vẫn còn hơi mạnh so với lúc đầu. Bây giờ sẽ khóa lại các bạn thấy này. Nước yếu hơn thấy chưa? Nước yếu hơn này. Rồi. Bây giờ mình sẽ tiến hành bật cái bơm tăng áp lên. Đây là tủ điện điều khiển bơm tăng áp ở hệ thống nước của mình. Mình tự ráp, clip sau mình sẽ giới thiệu các bạn. Rồi, bơm tăng áp đã chạy nha. Ok, bây giờ các bạn sẽ tới xem cái nước nó mạnh như thế nào này. Đây, qua bơm tăng áp nha các bạn. Nước đã chưa? Sói nè. Khủng khiếp chưa? Ok, quay lại vòi nước lúc nãy nha. Có bơm tăng áp và gắn ống rồi thì mình sẽ mở cho nó chạy như lúc đầu này. Rồi. Nước chạy như lúc đầu nha. Thì các bạn sẽ tới coi cái bơm. Các bạn sẽ tới coi cái bơm. Nó không có giật khực như lúc này. Đó. Con thấy không? Bơm đang đứng im và không có chạy giật khực. Đó. Không có chạy. Nếu như nó đã chạy thì nó sẽ chạy rất là lâu. Ờ. Hay chưa? Như vậy sẽ giúp tiết kiệm điện được rất là nhiều nha các bạn. Đây bơm nó chạy này. Bơm nó chạy và khi đủ áp thì nó sẽ ngừng. Và nó sẽ chạy lâu hơn. Nó êm hơn. Không có giật khực như lúc này. Đó.
điều áp rất hay. Bơm đang chảy đó các bạn. Đó, nó dừng, nó không giật cực như vậy. Như vậy là cái bơm này nó sẽ được đảm bảo hơn, độ bền tuổi thọ cũng như là giảm bớt hao tốn điện nhé các bạn. Đó. Như vậy cái cột ống này này rất là quan trọng, rất là cần thiết. Các bạn nên ráp cho mình một bộ nha. Rất là rẻ thôi. Có thể dùng ống hàng thường, không cần tới bình minh. Nếu mình xài được bình minh thì quá ok.